Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Quang TV. Hiện tại là mình đang trên đường đến nhà fan hâm mộ của mình. Bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy đã tự tay làm được một chiếc tàu kéo. Và bây giờ mình sẽ đến và quay cho các bạn xem nha các bạn. Nào, các bạn hãy cùng đi với mình nha. Chú quay lên kênh chú chơi. Ừ. Thôi đừng có quay con tự động. Ủa cái này là kêu bằng tàu kéo hả con? Dạ, tàu kéo. Tàu kéo này con làm bằng cái gì ạ? Dạ, phơm. Phơm á hả? Độn hết lần luôn nè. Dạ. Đủ bài. Cái này là con làm bao lâu rồi? Dạ, cả năm rồi. Mà hồi đó là mình làm trong bao lâu mới hoàn thành cái chiếc này? 2 tuần. 2 tuần hả? Tại cũng thích làm lắm mà tại đợi hàng đồ về á. À. Đặt hàng trên Shopee á. Đợi hơi lâu. Đây, mình quay tổng quan cho các bạn xem mà chiếc tàu của một người em mình, nó cũng là fan hâm mộ của mình á, nó làm nghe nghe các bạn. Đây. Đúng bài luôn. Chung làm thì cũng không có kinh nghiệm làm chiếc lần đầu, nhìn hình làm chứ. À. Cái bề mặt nó cũng không có láng lắm. Đúng rồi, lần đầu tiên mà làm vậy là whip rồi đó. Dạ. Cũng tìm hiểu từ lưa hết. Bột luôn. Ở bên trong đây. Này xương đồ ngon lành lắm nè, con làm đều hết luôn á. Ừ. Lên tới trở luôn. Mình xem tổng quan hồi mình dỡ ra ở bên trong luôn ha. Ở bên trong dỡ lên được không? Cái cabin mình dỡ lên được không? Hình như được á. Rồi tí xíu mình dỡ ra ở bên trong cho các bạn đều xem. Ở dưới đây là cái động cơ này, tới 2 động cơ là nghe các bạn, có 2 chân vịt luôn à. 2 bánh lái nha. Đó. Cái là ký rồi cũng hoành tráng luôn á. Nhưng mà đây là mô hình, không có chạy được, đúng không? Dạ, không chạy được. Mô hình không chạy được. Đó, có đam mê nửa mùa. À, bánh độn hoành tráng luôn. Độn này làm bằng gì vậy? Dạ, vỏ xe. Đó. Vỏ xe này có coi chú làm không, hay là tự nghiên cứu trước khi mà chú có video làm cái này? Đâu, con chưa coi chú làm cái này luôn á. Chưa coi cái vụ làm vỏ xe hả? Chú bánh độn nghề chú cũng làm vỏ xe, chú cũng mài hết hồn luôn. Nhưng mà độn có đồ nghề gì hết trơn. À. Ô, mấy cái móc này là quá tuyệt vời. Đây là ghe Bến Tre nha các bạn. À, đăng kiểm rồi là được 4 tứ quý chính đó hả? Làm đã giờ nhìn lại thấy ô về quá. Nhìn vậy thì quá đẹp rồi, chứ lần đầu tiên mà mình mới chơi, biết chơi cũng bài nữa. Cái này có đóng matit, có matit luôn. Hai hũ matit luôn. À. Tính ra mấy hàng lính mà chú tìm hiểu trước á là nó cũng biết chơi lắm, nhưng mà nó cũng không có bóng như vậy. Con cũng có coi video đó mà. À. Mà mấy khía khước kia tự nhiên giờ đụng cái nó nghỉ chơi, nó không chơi cũng buồn, chơi có mình là buồn. Cabin làm đẹp thiệt chứ. Cái này đâu có dở ra phải không? Đó, ông khói đó. Mấy cái con thằng lằn. Rồi, đâu dở bên trong ra. Đỡ là được không? Để khéo khéo nha. Chắc gỡ được không? Hồi trước là mình có thiết kế gỡ ra phải không? Hình như nó dướng mấy cái bánh. Bên độn phải không? Phụ gỡ ra. Thôi, cứng rồi chú ơi. Cứng rồi phải không? Dính trống phải không? Thôi dính trống, mình quay bên trong cho các bạn xem nè.
ở trong xương nè, xương làm chất luôn á các bạn. Cái này có kiến luôn nha, đó đúng bài luôn á. Thả xuống nước nó như thế nào, nó lắc không? Dạ không, nhưng mà làm cũng chưa thả luôn. Chưa thả luôn hả? Chưa thả xuống nước luôn hả? Ồ, bánh đậu hả? Phía sau hoành tráng à. Bạn này làm rồi một năm rồi mà bỏ không có ấy, cũng có bụi rồi các bạn. Đó. Sao con không có chơi? À. Thấy trên hội người ta bán quá trời. Thì nói chung là chơi trên đó thì san sẻ, nhiều người biết cái này biết cái kia chơi cũng vui. Cách này mấy bữa cũng có một người bạn ở An Giang á, cũng hỏi ráp ba cái vụ mà đồ chơi này mà phụ kiện mới mua về chưa biết gì ấy, hỏi chỉ cách kết nối rồi làm lan xăng. Cái này nhìn đẹp thế ha, vẽ cái dân này nè, có nắp cửa. Dụng cụ con làm bằng gì? Dao rọc giấy rồi. À. Kìm. Mắt đẹp thiệt chứ. Đáng lẽ là con chặn giấy để con sơn màu như cái mắt á. À. Thiệt á, nhưng mà chặn rồi sơn lem tùa lưa chứ. Đúng rồi, sơn cái sơn quẹt á, nó coi vậy chứ khó sơn á. Còn chú xài sơn xịt không à? Rồi các bạn mà thấy cái chiếc thuyền này như thế nào, để lại cho mình một comment nhé các bạn. Lần đầu tiên mà người bạn của mình biết chơi, biết đam mê cái vụ thuyền này mà chế ra được một chiếc này là phải nói là quá dữ luôn rồi đó. Mình thì đánh giá của mình thì quá tuyệt vời. Mình phải mài mò dữ lắm mình mới làm được một cái chiếc như vậy. Quá đã. Nhìn từ xa là chú mê rồi. Góc nào cho nó đẹp cái. Góc này nó cũng đẹp luôn à. Bởi vì chiếc này nó quá hoành tráng. Chiều ngang được cái có 3 tấc mà. 2 tấc rưỡi hả? Chứ đâu chứ con làm thấy cần đói thôi chứ con cũng không theo kích thước gì. 1 2 3 B này là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 tấc. Ý là 8 tấc. Rồi chú định thử coi nặng nhiều, chú thử đón rồi tổng là nhiều ký.